Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay em đem vừa đăng ký một chiếc Toyota Vios bản G màu vàng cát về, thì tiện đây em sẽ giới thiệu cho anh chị một chút cái thị trường xe ra Tết và thời điểm vẫn đang được giảm thuế 5% thuế trước bạ. Thì trước mắt chúng ta đây là một chiếc Vios bản G vừa ra biển khá đẹp. Thì hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị một số thông tin về xe cũng như là về thị trường. Vừa rồi thì kết thúc tháng 1 thì là tháng trước Tết, là Toyota Việt Nam công bố doanh số bán hàng đạt khoảng 6.500 xe, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra thì trong tháng 1, cái mẫu xe Cross và mẫu xe Vios trước mặt chúng ta đây đã nằm trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường, với doanh số lần lượt là 1.715 xe và Vios đặt số lượng xe ra thị trường là 1.446. Thì Vios vẫn được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chủ yếu. Thì trong đó có một phiên bản số sàn có giá niêm yết là 478 triệu và hai phiên bản số tự động là 1.5e và 1.5e CVT và 1.5g CVT. Thì giá lần lượt cho bản số tự động tiêu chuẩn là 531 triệu và bản G cao cấp là 581 triệu. Cái áp dụng thuế trước bạ thì áp dụng đến hết tháng 5, nhưng tuy nhiên là những cái tháng 2, tháng 3 này thì vẫn đang được có giá khá tốt bởi vì thời điểm ra Tết. Ngoài ra thì cái thông tin là các hãng sản xuất xe, không chỉ Toyota cũng như Ford hay là các bất kỳ hãng xe nào thì cũng đang bị thiếu linh kiện chip, nên là cái lượng xe sản xuất ra sẽ không được nhiều, và tranh thủ cái thời gian giảm thuế còn khá dài đến hết tháng 5 thì anh chị có thể đặt giúp em những cái xe sản xuất trong nước để được giảm thuế này, thì giá nó sẽ tốt hơn là sang thời điểm tháng 4, tháng 5 thì lúc đấy nó đã sát quá thời điểm giảm thuế rồi và cái lượng cung xe vẫn chưa được đảm bảo do thiếu chip. Thì trong video này em xin phép là cập nhật cái giá bán của xe Toyota Vios trong thời điểm tháng 3. Thì bản Vios bản G sẽ có giá niêm yết là 581 triệu và sau khi ra biển của thành ở Bắc Ninh thì nó sẽ rơi khoảng tầm 600 triệu. Còn anh chị bên em sẽ hỗ trợ tối đa cái trả góp là lên đến 80%, thì anh chị chỉ cần bỏ ra trước 20% số tiền xe là 116 triệu, cộng với 29 triệu tiền thuế và tiền chi phí đăng ký đăng kiểm nữa, thì anh chị bỏ ra số tiền khoảng 150 triệu ban đầu là có thể lăn bánh chiếc Toyota Vios G ra đường là đầy đủ bảo hiểm và phụ kiện. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản 1.5e CVT thì có giá niêm yết là 531 triệu. Sau khi ra biển chiếc xe này thì sẽ loanh quanh khoảng 560 triệu, thì anh chị cần bỏ ra trước là 106 triệu tiền xe và cộng với chi phí thuế của chiếc xe này nữa là rơi khoảng tầm 130-140 là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường. Thì tương tự với phiên bản E số sàn, E số sàn thì đặc biệt là bản số sàn thì bên em thời điểm này đang khá là ít xe, nên anh chị nào có muốn quan tâm và mua chiếc xe bản số sàn thì liên hệ giúp em sẽ báo giá nó chuẩn xác và nó cái lịch xe nó đảm bảo hơn. Vâng, trong video nhanh như vậy thì em xin phép giới thiệu về thông tin sơ bộ về thị trường cũng như là về thông tin xe. Anh chị nào có quan tâm thêm về cái thông tin nào thì có thể gọi điện giúp em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Thì xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.